Hello anh em. Và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Teo nhỉ. Còn 8 con nắc à? Anh em tranh nhau nắc nhiều nhỉ. Teo còn 10 con. Eco tí em ơi. Ba con thú à. Quét chắc nộ được một phát. Ui chôn đẹp đấy bạn ơi. Chắc trận này thua rồi em ơi. Quét nộ. Sao thua nhẹ nhẹ tí cũng được. 29 vàng. Quay đang chuỗi thua không? Ok. Lách một chat gì đó này nhé. Teo, trận này đánh cung nữa không nhỉ? Là một trận cung nữa nhỉ? Trận hôm qua hay hôm trước gì đấy cung hơi fail. Làm lại trận cung cũng được. Cung tìm một, chết một con. Ok, chết hai con luôn. Cái này cũng ngon rồi. Chắc mình lấy cái chuỗi thua 3. Chịu đánh lấy cái chuỗi thua 3. Em ai cũng chơi này. Eo. Giết được một hai tướng gì đấy. Giết được hai tướng không? Ok. Ba tướng à? Ngon. Ui, đẹp quả thấy quá. Đẹp quả ok quá anh em ơi. Thú thì hai bạn này đang đánh thú với nhau này. Bạn này đánh thú với mạng ma tộc này. Thú à? 82, 87. Này trông hơi yếu nhỉ. Thôi chọn lên luôn. Chỗ này mình eco chậm một khi eco từ từ lên 9 luôn được. Mình sẽ teo ra ra yon khá là sớm đấy. Cứ rôn rôn thôi khi cũng ra yon lên được yon 2. Lên được yon 2 xong rồi từ từ lên nhá. Đồ kiểu này à. Đồ kiểu này hơi khó anh em ạ. Đồ kiểu này thì chơi kiểu gì bây giờ. Destiny
grab được mấy bạn này choáng lắm, chứ chắc đã thua đâu, mặc dù thua tiếp được. Kéo mà xoay sang đánh hắc ám anh em ơi, số phận nó đùn đẩy mình đánh hắc ám rồi anh em ơi. Xoay bài giờ đấy hắc ám hơi khó nhỉ, bởi vì con nắp à, con nắp kịp xoay bài không nhỉ, nó khá nhiều voi này. Xoay bài không nhỉ anh em nhỉ, vân ghê. Rồng là 12 con. Sợ hơi khó em ơi. Nào bây giờ nhỉ? Nào bây giờ nhỉ? Gì này? Bài trông dị dị nhưng mà đầu hết khỏe phết anh em ơi. Bây giờ mình cũng đang nghĩ, mình cũng đang nghĩ xem trận này nên chơi chơi đội hình gì, chơi như thế nào. Bây giờ cũng chưa nghĩ ra. Đeo gì một phát nữa là ngon. Thua. Đủ cung chưa nhỉ? Cái Hayate à? Thì Hayate Yon có 11 con. Bắn đánh Yon này. Thế trận này mình xoay hắc ám ấy anh em ơi. Nếu mà ra một cái đồ mana nữa mình xoay hắc ám liền nhá. Foil team. Một đồ mana nữa mình xoay hắc ám này. Có thương rồi này, có hai đồ này là con rồng gần như là thổi được rồi này. Nó uy tín, thế là mình không nên lên bắt heo này hơi sớm. Kim Yon. Phoenix 2 thì đợi đấy nhá. Chờ xem ra hai đồ gì đã anh em ơi. Yon còn 10 con. Xem ra đồ gì nhá, hai vòng nhá, hai vòng mà mình quyết nhá. Thế nhở? Vẫn đang chưa biết đánh gì đấy anh em ơi. Mình chưa biết là đánh gì đâu. Mình cho Teo và cho Yon.
Nào, quyết đi anh em ơi. Quả này mà ra đồ thủ và ra phút hung tàn phát đánh cung này. Không, mình đánh hắc ám. Thực ra bây giờ ra ra nhiều cung quá rồi nhỉ. Có cho đánh cung nhá. Đánh cung. Cần QC này. QC giữ QC 1 là được. Check thương phát nhé. Nhớ mỗi mình có thương rồi không? Mỗi mình có thương mình không đánh hắc ám mà anh em. Kỳ quá ta. Kỳ quá không ta. Hai. Mỗi mình voi này. Đủ đồ cho voi này. Voi mình voi xịn luôn này. Chắc đến voi 3 nơi. Do này chắc thấy hết được không? Mình nhiều Noman nhỉ. Thấy khá khá đấy chứ. Ok nhá. Do này còn 9 con, mình cần 6 con nữa không? Này đánh cung à, này đánh do à. Lại đồ, đồ dị phết nhỉ, lại bài dị phết nhỉ. Có hạ ám luôn. Gì cũng muốn à. Đây, thủ vệ con kia được kìa. Gì cũng muốn luôn à. Gì cũng muốn luôn hả bạn? Ờ nhở, không quên chơi tự săn quỷ nhỉ. Ngài dị ghê ta, nhà đánh gì đấy ta, voi nguyên tố hắc ám, ngài chắc định đánh hắc ám à. Đồ kia thì không đánh hắc ám được rồi. Đồ kia thì chắc là đánh thánh đồ, bạn này có thể kẹp hai thánh đồ hai hắc ám à. Dị phết thì dị phết, ok, mình check bọn đấy sau nhé. Qua mình này là sắp uy tín lắm rồi này. 8 con voi. Yon, Yon còn 8 con. Nào roll thêm một vài phát nữa xong rồi mình sẽ reroll lên 9 luôn nhé. Mình không reroll nữa, mình lên 9 luôn nhé. Chờ mấy bạn mà cầm Yon này chết bớt đi này. Bạn này chết bớt đi này. Mình mới tìm được Yon này. Bạn này thì chính là mình, này là không có ý định gì. Bạn này thì sao? Thì cầm một con Yon thôi. Roll từ nãy giờ chưa ra Yon mà anh em. Cái phát này reroll luôn nhỉ. Phát này lên 8 lên 9 luôn nhỉ. Ông ta chín con rồng. Ok đấy anh em ơi. Ok thế nhở. Ó này chịu chi lên chín luôn á. Nakazot một floor, một con Nakazot nữa đến đây đi. Các bạn để thương đâu nhỉ. Bắt con rồng này. Voi 3 ulti này. Chết rồi anh em ơi, mình khỏe quá làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ. Chiêu chiêu lên 9 à. Thêm con này vào đỡ đòn được cái gì. Thủ vệ ngon hơn nhỉ. Thủ vệ con voi mình hồi được thêm máu ngon hơn. Lại là như thế à? Câu chuyện lại là như thế à anh em? Mình kẹp rồng ấy nhỉ? Bây giờ nhá. Nhưng mà mình đánh 6 cung này, mình kẹp 2 tướng nữa lên 9 tướng, kẹp 2 con hắc ám à. Nghe cũng xuôi tai đấy. Sau đây một con tướng nữa là 10 nhưng mà mỗi mình con voi 3 thủ thì hơi nhìn nó hơi tủi thân ấy. Mình còn coi ba thủ thì hơi sợ. Nho này phải chờ mấy bạn kia ngoảo bớt cơ. Không cũng có thể tìm thấy con ba đấy, cũng có thể đấy, không chưa biết được. Ôi ôi, nhìn con voi ba mình sợ không anh em? Sợ hãi không? Thủ vệ kìa. Săn quỷ này quên hay lấy quên. Quên không lấy bạn này này, thêm một tướng nữa mình thêm thợ săn quỷ và thêm bạn này chăng. Bạn này theo bắn ulti một phát. Thêm bạn này cũng thêm thánh đồ. Bạn này thánh đồ ngon nhỉ. Thánh đồ Yon 2. Dòng này thì cứ cầm thôi. Cầm cho các bạn này đỡ phải đánh không.
Này chắc đang chờ con rồng. Này Nakota. Sát thủ. Bạn cầm thương đâu nhỉ? Ở đây đây. Senial à? Này 6 cung này, 6 cung thợ săn quỷ này. Voi hello. Theo ulti được này. Voi miễn nhiễm khống chế này. Còn voi này khỏe quá anh em ơi. Rồi cay nỗi reroll không ra con Yon. Ra thêm con Yon cho mình, ra mỗi con voi. Săn quỷ. Thêm thợ săn quỷ cũng được mà mình nghĩ tìm thánh đồ khi ngon. Ôi giời ơi. Đánh đổ nhá anh em nhá. Thêm được 500 giáp này cũng ok này. 500 giáp phép à. Này công vật lý này. Công phép này, công phép này. Ma tộc công phép này. Đánh đổ ngon hơn anh em. Bế con Yon này, ngon luôn. Floor xuống đây nhìn sợ nhỉ. Choáng nó, choáng được luôn này. Ok, thánh đổ ok quá nhỉ. Ui giời ơi, Floor là ai? Floor là ai hả bạn ơi? Bạn này đi chưa? Bạn này vẫn khỏe nhỉ? Bạn này cầm cung của mình. Mày phải đi cơ. Tiễn được bạn này cơ. Thật sao quỷ một con nữa này, cho nên em không cần đâu ta. 1, 2, 3, 4 này. Thêm một tướng ấy, chắc mình thêm một con PC, một con thợ săn quỷ gì đấy thôi. Von Cat, nhưng mà không ra Von Cat, thật sự trí trận này mình không đánh Von Cat cũng được. Không có đổi cho Von Cat. Không sách thánh gì cho Von Cat cả. Con Yon mình thì cần một cái đồ thủ nữa, một giáp một mệnh gì đó nữa, ok. Von Cat thì... Von Cat thì sao? Bế góc này à? Được, này bế trong đây à? Chết rồi, con Yon mình hơi mỏng ghê. Theo ông tìm một phát không chết à. Yon mình bị hơi mỏng quá, mình không để ra góc, không dám để ra góc. Hay để ra góc thử luôn. Để ra góc cho lỡ gặp sát thủ anh em ơi. Gặp mình gặp mấy con sát thủ mình còn sợ hơn mình gặp mấy con mấy cái thương bế Yon mình lên. Quy đi này. Tại vì có mỗi một bạn để thương ở góc bên, hai bạn để thương hai bên à. Thế thì không để cho con Yon vào góc rồi anh em ơi. Nhưng mà bù lại gặp mỗi bạn kia, bạn để sát thủ ở bên kia thôi. Không nhiều lắm. Đeo góc kia còn hơn. Cái nữa là mình có muốn con quy mình cầm cái đồ 40 mana này không, hay mình muốn để con voi nhỉ? Con voi nó sẽ ulti sớm hơn, nhưng mà để con quy nó cũng ulti một phát cũng hay. Để con quy đi. Quy xuống ulti sớm cũng ok. Săn quỷ. QC chắc không cần đâu, mình không nghĩ được QC. QC thì con teo mình ulti một phát thôi. Không đặc sắc gì lắm. Chết, lỡ bán đấy. Thôi luôn đi. À, sau mình lên nhá. Sau mình lên luôn nhá. Thợ săn quỷ góc kia, một con góc teo vào đây, đây, đây. Này đi, xong rồi cho thợ săn quỷ kia góc kia. Quỷ đến đây à? Hay quỷ đến đây nhỉ? Quỷ ở ngoài đi. Đánh thường một phát và nhận đam một phát thôi là choáng. Con voi mình chắc là cứ tự thân vận động nó sẽ ulti được thôi, không có gì. Có thêm tự săn quỷ nữa là con voi mình cũng trâu hơn một tí đấy. Sau mình đi eco tìm con đi rắc. Tìm rắc cho con Richter vào. Con cát thì...
ra sách thánh thì thôi, không chơi con cát cũng được. Chứ ra sách thánh thì chơi con cát thôi. John. Liều cho Yon là sống thêm một tí này. Quy mình có thể ném để đang đây cũng được, nó úp thêm một tí giáp ảo. Nhưng mà như thế thì con Nakot nó sẽ chui xuống góc đấy cho mình. Nên mình không muốn điều đấy xảy ra thì mình sẽ cứ để kia thôi. Này chứ chắc Quy mình đã bay được xuống cơ. Quy mình có thể nó sẽ bị mấy con sát thủ kia bay xuống trước rồi nó làm phiền. Để góc bên này đi. Quỳ bay xa đấy. Trận này mình không đánh lỗi gì chắc là vẫn sẽ ok thôi. Không có gì, sẽ đánh John 3, Void 3. John 11 con rồi. Rồi bạn ấy trả Yon mình rồi. Chiêu chiêu vào lên thôi, không có gì đâu. Thôi. Này có thể mình ném cho con Quy cũng được nhỉ. Con Quy sống dai thêm một tí. Teo thì teo 1 nhưng không mặn mà teo lắm. Teo 2 à? Được, cho nó tí đồ, nó sống sót tí. Do giáp của mệnh này thì khá là uy tín đây này, con cát đứng góc bên kia kệ nó. Một thương bắt đáy bên này, một con Nakot, một thương bắt đáy bên kia. Không có gì đâu anh em ơi. Chờ một bạn cầm thương chết đi xong rồi mình có thể tự do thoải mái hơn một tí. À cờ rốt à. Rồi ulti này. Voi ba trầu quá anh em ơi. Vì thôi con voi ba ok quá. Mà thực ra cái đội hình này rất hay bởi vì anh em có thể roll sớm ở level 7 được. Level 7 là anh em roll được rồi. Cướp tướng, cướp voi, cướp yon là xong. Gần như không thể cản. Nghĩ là khó cản thật sự luôn ấy. Anh em chơi cẩn thận. Vẫn hai thương hai bên à, căng nhỉ. Vẫn không thay đổi được gì anh em ơi. Không thay đổi được chỗ gì đâu. Dòng từ góc bên này à, mình có muốn chạy ra bên kia không? Chạy ra bên kia ngon hơn anh em nhỉ. Chạy bên kia ngon hơn. Cái gì đây? Thì gần đi lòng phết. Rồi xây luôn con nắp này ở đây. Góc này tanh hơi yếu nhỉ. Mình có nên cho một con cát vào để cho nó tanh ở góc đấy không? Thì sợ con cát, không có con cát thì tanh góc đấy hơi yếu không? Chắc chắn là yếu rồi nhưng mà... Thực ra con Yon mình nó có con giáp của bệnh rồi. Khó chạm con Yon mình. Để kiếm con Richter nữa là xong. Bài. Cái kia trả Vion cho mình nhé. Đeo không cần đâu. Một con nữa này. Một con Yon nữa là xong anh em ơi. Con Yon nữa xong rồi. Thương bắt đáy bên này mong mình để Yon góc bên kia không. Sát thủ có mỗi mấy con này. Thên à. Con Thên này cũng hơi khổ. Giết con Thên này sớm thì nó đỡ áp lực. Bắn con Thên này khổ quá. Mình còn con 3 rồi anh em ơi. Bắn con Nomad này khổ lắm ý. Khổ lắm ý. Vẫn sống kìa anh em ơi. Vẫn sống kìa. Thên cho con cát kia không sao. Gặp mấy bạn Nomad khổ lắm nhất là gặp bọn Thên 2 gần như khắc chế cứng của Yon luôn ấy em. Này đi không? Này không đi.
Hero được con do đấy em ơi. Hero được con do đó. Xử đi không cần. Đi tìm Richter phát nhé. Mình tìm ông Richter cho con Richter cầm cái thương xuyên phá kia là hết ý. Con Richter cầm thương xuyên phá đã hết ý. Ford cũng cần thêm một cái đồ tanh tanh gì châu châu nữa. Đây là một cái giáp Gaia hoặc cái gì đấy. Yon thì chắc là kiểu Ron sẽ lên Yon 3 cũng cần. Này chắc mình sẽ cho Richter cho con cát, nếu mà có sách thánh cho con cát vào. Không sách thánh thì mình chơi con cát thôi. Cái này đánh cơ bản phết nhỉ. Phải tặng sao? À theo tướng, không có. Hai con Richter này. Chết dở thế thì mình lấy con gì bây giờ? Thừa nhiều tướng quá à. Richter 3 nhỉ, làm phát Richter 3 nhỉ. Mình đã bị một cái vấn đề là hơi thừa hơi nhiều tướng. Thương này cho Richter này. Đồ gì đấy nhỉ? Vút thân tàn đi. Cho con Teo này đi. Và một cái này cho con Richter này đi. Anh thôi anh em ơi. Đây là Richter 3 nhỉ, kịp lên Richter 3 nhỉ anh em. Anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao về trường hợp Richter 3? Bà con thêm này ghê quá. Giấc mơ Richter 3 đang đi tong rồi anh em ơi, quy đấm. Sấy con thêm này đau lắm, sấy con thêm này đau lắm. Sấy hết, sấy hết, sấy hết. Căng nhờ. Thế cho con Volcat không? Thế thì lấy một con sấy có sách thánh. Con sách thánh thì con cát nó phế. Rồi, sách thánh cho mình đây này. Thêm truy hồn không? Thêm mana này. Thêm cái này đi. Mình cho con voi ulti sớm nhá. Cách nào giết con Thane này sớm quá nhỉ? Thane này phiền mình ghê đấy. Victor 3 có thể. Thế này thêm một chi hồn không? Góc này có con cát nó xui xuống đây. Yên phết nhỉ? Để con voi vào gần hơn một tí em ơi. Thắng ở nhà này à. Hơn mình con von cát với con thên. Con thên cao tơ mình quá. Đừng đùa nhé, đừng đùa nhé, bình tĩnh nhé. Quy không cần không. Tơ 3 đi. Richter 3 hơn anh em ơi. Ê, nếu mà thua cũng được nhưng mà có Richter 3 là mình vẫn thành clip nhá. Không quan trọng đâu. Ôi chết bà là sắp thua rồi. Quên. Sẽ thể lên Q3 nhỉ. Nhưng mà mình chưa được Richter 3 bao giờ. Thôi xong rồi. Bạn đi chôn mình rồi. Tao giết con thê này. Cho con thê này ăn choáng luôn đấy. Đúng này em ơi. Chạy con thê này bên kia. Rồng vẫn thổi được à? Thế này làm phiền mình quá, nó bổ được nhiều quá này. Không gì được ạ. Cái quả đấy. Đây là mình lấy sách thánh rồi, mình cho con cát này vào có sống được không nhỉ? Có con thêm có chịu quá. Xuống nó bổ nó mình không làm gì được mà không có von cát để cản nó lại nó chịu. Hơi mà cái đấy mình ném con Victor đấy hơi vội, có lẽ mình chờ cái thẻ tăng sao mình ném cho con von cát.
Con bó Richter đi, xong rồi chờ sách thánh, mà quả đấy thực ra không có sách thánh, mình không định đánh, không định đánh phong cát quả đấy đâu. Nhưng mình có thể kiên nhẫn chờ thêm một vòng nữa nhỉ. Chờ thêm một vòng nữa để sách thánh rồi cho phong cát. Cho phong cát vào, phong cát 2. Chơi được liền đấy chứ. Tiếc quá. Victor bạn không ra nữa. Nếu vậy thôi, vì mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Lỗi tí. Bye bye.